quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh xuất hiện khá nhiều xe tải ben chở cao quá thành thùng và nghi ngờ các xe này đều chở quá tải. Để làm rõ nguyên nhân, phóng viên thời sự đã tiếp cận hiện trường. Sau đây là thông tin chi tiết. Đi dọc theo quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán, chúng tôi không khó để bắt gặp những chiếc xe ben chở đất đá như thế này. Tính trong một giờ đồng hồ, chúng tôi ghi hình được gần cả chục chiếc chở vật liệu đắp mô cao so với thùng xe. Hầu hết các xe đều phải chạy với tốc độ rùa bò khi leo dốc. Còn chiếc xe này, chúng tôi nghi ngờ chở quá tải và đã điện thoại yêu cầu lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng này lại từ chối kiểm tra tải trọng và cho rằng không quá tải. Còn tài xế thì nói, xe chở như thế này mà chỉ có 13 tấn. Rồi không có quá tải, xe thì 12 tấn 550 kg thì xe em chở có 13 tấn, nó hơi cao. Thì có lần sau em rút kinh nghiệm lại em chở thấp lại. Chiếc xe cơi nới thành thùng xe và chở cao như thế này, nhưng kết quả cuối cùng, lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây chỉ lập biên bản trời vải. Với lỗi này, tiền phạt rất thấp so với lỗi quá tải hay cơi nới thành thùng xe. Quý khán giả, hiện tại thì chiếc xe này đã cơi một lớp dĩ cao khoảng là 2 tấc. Là theo như là quan sát của chúng tôi là tấm dĩ này là được hàn thêm. Qua tìm hiểu của chúng tôi, một tài xế lái xe tải ben chuyên nghiệp lại phủ nhận hoàn toàn việc xe tải ben chở đất và cát đá cơi nới cao quá thành thùng xe mà không quá tải. Tài xế này cũng thú nhận xe mình quá tải khá nhiều. Nó cũng quá tải, xe giờ xe nào cũng quá tải hết á. Nhưng mà em cũng có ít ra chống nhiều. Đi xe mình là quá nhiều. Chắc khoảng 7 tấn tấn gì á. Đây là cát. Dạ cát anh. Em thấy cũng đâu có cao đâu mà vẫn quá tải đâu. Dạ có chứ. Tại nó cao á, nó nặng cát ướt anh. Là mưa hôm qua đó. Dạ. Còn đá, ví dụ như đá chở bằng như vậy. Đá thì bằng cũng quá. Dạ cũng quá, quá 5 tấn. Tại bữa cân thì tại đá là có phiếu cân á. Thật khó hiểu, những chiếc xe tải ben chở đất và cát đá cao hơn thành thùng xe, thậm chí nhiều xe cơi thêm vị sắt mà cảnh sát giao thông vẫn chỉ xử lý lỗi trơi vải, trong khi giới tài xế đều thú nhận xe mình chở quá tải. Và nếu như vậy, các xe tải ben chở theo kiểu này vẫn cứ tiếp tục hiện diện trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh,